Các em thân mến, chúng ta đã trải qua một quá trình nghiên cứu phân tích các định lý Bồ đề Armstrong, các khái niệm về phụ thuộc hàm, các định lý về phụ thuộc hàm tách các lực đồ thành các lực đồ không bắt mắt thông tin. Sang chương này thì chúng ta sang một khái niệm mới, đó là chúng ta ghi là chương 3. Hôm nay thầy chọn mực xanh một tí nha cho chúng ta nhìn. Chương 3 chúng ta ghi là chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Chúng ta sang một. Một ở đây chúng ta gọi là, thứ nhất là quan hệ được chuẩn hóa. Quan hệ được chuẩn hóa. Đó. Vì cái quá trình trước của chúng ta, khi các quan hệ của chúng các cho các lực đồ quan hệ thì nó sẽ xảy ra rất nhiều thứ mà bất cập. Chẳng hạn như là chúng ta cập nhật dữ liệu này, chèn thêm một hàng vào này, xóa đi một hàng này, rồi thêm một hàng mới này, nó sẽ gây ra những cái bất cập và bất thường trong quá trình cập nhật dữ liệu và làm cho chúng ta khó kiểm soát được thông tin. Thế thì sang đến phần này, chương này chúng ta sẽ học được cách tại sao mà chúng ta có thể biết được, tách được các lực đồ quan hệ trở thành các lực đồ quan hệ con, và chúng ta cấu thành đó, chúng ta sẽ xây dựng lên các bảng trong cơ sở dữ liệu, và chúng ta sẽ tiến đến là sử dụng SQL để chúng ta tạo các database. Thế thì bây giờ các quan hệ đó được như nào? Thứ nhất chúng ta ghi là quan hệ được chuẩn hóa. Quan hệ được chuẩn hóa. Là quan hệ R bằng các A1, A2, phẩy AN. Với N là một số hữu hạn. N là một số hữu hạn. Thì quan hệ chuẩn hóa đó là các thuộc tính AI ở dạng nguyên tử. Có nghĩa là chúng ta không thể tách được. Có nghĩa là chúng ta không thể tách nhỏ hơn nữa. Tách nhỏ được hơn. Tức là ta không thể chia nhỏ A1 thành hai cái A11, A12 nữa được. Hoặc với bất kỳ một cái A nào đó ở bên trong chúng ta không chia được nữa. Là không thể tách nhỏ được hơn nữa. Và chúng ta ghi ngược lại. Ngược lại. Ngược lại cái vấn đề là gì, có thể tách nhỏ được ở một cái AI nào đó, ngược lại thì ta gọi quan hệ đó là quan hệ không chuẩn hóa. Đấy, gọi là quan hệ không chuẩn hóa. Một quan hệ được chuẩn hóa có thể thành một hoặc nhiều quan hệ chuẩn hóa khác
và không làm mất mát thông tin. Chúng ta ghi tiếp ý thứ hai là một quan hệ chuẩn hóa được tách thành các quan hệ chuẩn hóa khác. Và không làm mất mát thông tin. Đó. Chúng ta ghi chỗ này vào cho thầy nhé. Mất mát thông tin. Được chưa? Bây giờ thầy lấy ví dụ. Thầy lấy ví dụ như này. Ta có hai cái bảng sau. Ví dụ cụ thể. Ta có một bảng là ký hiệu là S thăng, tức là chỉ số, và một cái cột nữa là cột product. Đấy. Thế các sản phẩm như là một ở đây của chúng ta vô hình chung là người ta chia làm hai cái thuộc tính con nữa. Ở đây là P thăng, đây là QT, là số lượng đấy. Thì ở đây ví dụ thầy ghi là 100, đây là 200, đây là 300, đây là 1, đây là 2, rồi đến tiếp theo là 2, đây là 100, đây là 200, đây là 4, đây là 2, tiếp theo nữa chúng ta xuống đây. Đó, các bạn, chúng ta đi. Thầy vẽ nó không được thẳng lắm, vẽ bằng chuột cũng có đấy. Rồi 3, chúng ta có 400, chúng ta có 500, đây chúng ta có 5, có 1 chẳng hạn. Thì sang cái bảng chuẩn hóa của chúng ta thì lúc đó nó sẽ xây dựng đây chúng ta có một này, 100 này, 1 này, 1 này, 100 này, 2 này, 1 này, 300 này, chỗ này là 200 nhé, chỗ này là 1 này, rồi chúng ta lại đến 2 này, 100 này, 4 này, 2 này, 100 này, 4 này, à, đây 200, à, và 3 này, 400 này, 5 này, 3 này, 400 này. Thì cái bảng bên này người ta gọi là bảng chưa chuẩn hóa, chưa chuẩn hóa. Bảng này là được chuẩn hóa. Đấy. Bởi vì sản phẩm lúc đó đó là một thuộc tính nhưng chưa được chia làm P thăng và QT.
còn bên này thì chúng ta được chia làm hai và chia nhỏ được hết cỡ, thì người ta gọi là bảng chuẩn hóa nha các bạn, như thế cho thầy. Rồi bây giờ chúng ta sang tiếp khái niệm tiếp theo, chúng ta sang tiếp khái niệm tiếp theo là khái niệm về thuộc tính không khóa và thuộc tính khóa. Bây giờ chúng ta ghi khái niệm thuộc tính khóa primary và non primary. Đó, thuộc tính không khóa, khóa và không khóa. Thế thì định nghĩa như sau: cho R cho U bằng, cho U bằng có các thuộc tính A1, A2, phẩy, chấm chấm chấm, AN. Thuộc tính A A thuộc U được gọi là thuộc tính khóa. Được gọi là thuộc tính khóa nếu nếu A là thành phần A là thành phần thuộc tính khóa nào đó. Nào đó nhé. Thuộc tính khóa nào đó của R. Đấy, R, R của U đấy. Ngược lại. A là thuộc tính không khóa nhá, chúng ta nghĩ là A là thuộc tính không khóa. Thầy lấy ví dụ cho U bằng A phẩy B phẩy C phẩy D gồm có 4 thuộc tính. Các phụ thuộc hàm, các phụ thuộc hàm người ta cho như sau. Các phụ thuộc hàm người ta cho như sau. Thứ nhất là AB xác định C phẩy B xác định D. Đó. Và BC xác định A. Được chưa các em? Chúng ta thấy có 3 phụ thuộc hàm nhé. Thế bây giờ ta xác định thế nào là thuộc tính khóa. Thì nhìn vào phụ thuộc hàm thì chúng ta thấy là AB là thuộc tính khóa, bởi vì AB ở đây nhá, B xác định D, BC xác định A. Trong đó thì chúng ta thấy là các thành phần là A là 1 này, B là 2 này, C là 3 là thuộc tính khóa. Bởi vì AB đây là một khóa thì trong đó có hai thuộc tính là A và B đều được chứa trong đây. Đấy, mặc dù bên này là bên bên phụ thuộc hàm là C nhưng C lại xuất hiện ở đây. B cũng thế. Còn D không là thuộc tính khóa.
Được chưa? Đấy, cả lớp đã hiểu chưa? Rồi nha. Thì bây giờ chúng ta sang một định nghĩa tiếp theo. Chúng ta đã thuộc chỗ này rồi, ngon rồi. Bây giờ chúng ta sang một định nghĩa tiếp theo. Định nghĩa. Định nghĩa ở đây là định nghĩa số 2 của phần chương này. Cho một lực đồ, các em ghi cho thầy. Cho một lực đồ. Cho một lực đồ quan hệ. Cho một lực đồ quan hệ RU trên tập thuộc tính tập thuộc tính này là U bằng A1 A2 phẩy chấm 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 phẩy AK Y bằng 1 đến K phẩy X Y là hai thuộc tính khác nhau, hai thuộc tính khác nhau, khác nhau, trong đó hai thuộc tính khác nhau nhá, trong đó này trong đó X thuộc U phẩy Y thuộc U. À, bây giờ thầy giải thích tại sao người ta lại nói x y thuộc u và nó lại không gọi là a y a k. Bởi vì là trong đây cũng có thể thuộc tính chưa được là nguyên tử, có thể là chưa tách hết hoặc là đã tách hết, thì x có thể là hợp của nhiều nhiều a y, y cũng vậy có thể là thuộc nhiều a y. Chẳng hạn thì lấy ví dụ như là x có thể là bằng a 1 a 2 rồi y thì có thể bằng A5, A9 chẳng hạn. Nha các em hiểu 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 được thế cho thầy. Có nghĩa là XY là cái con nằm trong này, nó có thể là nhặt trong A đây một vài cái A vào trong đây. Các lớp hiểu chưa? Được rồi nha, thì bây giờ thầy mở rộng cái trang này ra để thầy viết tiếp. Rồi. Rồi, chúng ta ghi tiếp này. Y là phụ thuộc hàm đầy đủ. Y gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ. Y gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ. Chúng ta viết cho thầy tiếng Anh. Đó là fully functional. Functional. Dependent. Phụ thuộc hàm đầy đủ vào x, vào x nha. Y gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào x. Nếu nếu cái gì xảy ra, y phụ thuộc hàm vào x nhưng không phụ thuộc hàm vào tập con
thực sự có ích. Đấy. Có nghĩa là như này, thầy viết nôm na nó như sau: x xác định y và a là con của x, phải a khác gì, a khác x. Cũng có thể a là con của x nhưng a bằng x thì không được, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là x sẽ không xác định y. À, xin lỗi, a không xác định y. Thì a sẽ không xác định gì, không xác định y. Đấy, rõ chưa? Cả lớp rõ chưa? Đấy, bây giờ chúng ta đã học xong được cái phần khóa phụ thuộc hàm đầy đủ này, tập con này, khóa chính và phụ thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa, thì chúng ta đã học ở bài này rồi. Để tiếp tới chúng ta chuẩn hóa được đồ quan hệ rồi, đúng, chúng ta sẽ có các thuật toán để tách bảng. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Phần chương này là phần 3. Cả lớp ghi cho thầy là các dạng chuẩn. Các dạng chuẩn. À, cái này mấy cái code của gì? Của phần làm bảng đấy nhá. Còn chưa học cái này là các bạn không thể thiết kế bảng được đâu. Đấy là câu lệnh tạo bảng thôi, nhưng cái đấy chỉ là công cụ. Nhưng cái chính là phải logic, phải đúng đắn và nó có sự ràng buộc lẫn nhau thì chúng ta mới có thể tạo được các bảng chuẩn. Các bạn học giỏi cái này thì các bạn đã làm một cái backend rất tốt trong các công ty lập trình rồi. Các bạn có thể kiếm tiền được bằng cách các bạn design database. Có những người design được cơ sở, được phần mềm nhưng lại không design được database, đó là rất khó cho các bạn đó. Thế cho nên là chúng ta nắm được như này thì chúng ta quản trị cũng dễ và làm gì cũng được. Bây giờ chúng ta sang các dạng chuẩn. Thì lúc này chúng ta ghi cho thầy nhà nhà khoa học. Cô ông này có tên gần giống như là Lạnh nhưng mà không phải ông này nhá, nhà khoa học tên là Cô. Thì ông đưa ra ba dạng chuẩn, ba dạng chuẩn đấy, và cuối cùng một dạng chuẩn mang tên của ông ấy, là bốn dạng chuẩn tất cả. Thứ nhất chúng ta ghi cho thầy, dạng một là khâu dạng không chuẩn hóa. Tức là dạng mà các thuộc tính chưa được chia nhỏ hết cỡ, gọi là dạng không chuẩn hóa. Tiếp theo là dạng chuẩn hóa. Chuẩn hóa. Viết tắt là 1 NS. Dạng 2 là dạng chuẩn hóa thứ hai. Viết tắt là 2NS. Dạng chuẩn thứ 3. Viết tắt là 3NS. Và cuối cùng ông đưa ra một dạng cuối cùng là dạng chuẩn NBF. Chuẩn này gọi là chuẩn Boy Code. Đấy. Boy là một cái chuẩn đậm. Và chúng ta đưa ra được. Nói chung là chúng ta sang một định nghĩa nữa, sang một định nghĩa nữa. Các em ghi hết chỗ này đi, ghi hết vào giấy nha, tất cả phải ghi vào giấy. Và bây giờ thầy xóa tạm cái này đi để chúng ta lên phần trên. Đấy. Hôm nay thầy viết nó ngon nghe, không bị vấp vùng, đúng không? Sướng. Rồi bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là một định nghĩa. Định nghĩa 3. Cả lớp ghi cho thầy: một lực đồ quan hệ R
một được đồ quan hệ L được gọi là ở dạng chuẩn nhé, một viết tắt là một NF, nếu và chỉ nếu toàn bộ miền có mặt miền có mặt trong R đều ở dạng chứa giá trị nguyên tố. Thế thì từ cái định nghĩa này chúng ta suy ra là bất kỳ một quan hệ chuẩn nào thì đều ở dạng chuẩn 1. Quan hệ nào mà chuẩn rồi thì sẽ ở dạng chuẩn 1. Tức là các giá trị của nó ở trong R bằng B1, B2, chấm chấm BN là đều ở giá trị nguyên tố. B là giá trị nguyên tố. Đấy, nó không chia nhỏ được nữa. Bây giờ chúng ta đã xong cái phần này. Để chúng ta sang một định nghĩa mới là định nghĩa dạng chuẩn. Dạng chuẩn 2. Thì dạng chuẩn 2 thầy sẽ dạy vào clip sau cho nó nhẹ. Vì là thời gian nó cũng hơi dài, các em theo dõi đến đây nó cũng thấy mệt. Và nhưng mà các em chú ý này, chuẩn bị sang chuẩn 2 là các em phải nắm bắt được cái này. Cả lớp nhớ chưa? Vì toàn bộ bài học hôm nay là bài cực kỳ khoa học. Đấy, là một người công nghệ thông tin ở khoa quản trị thông tin thì chúng ta phải cố gắng, quản lý thông tin thì chúng ta phải cố gắng học cho giỏi, chứ không phải được học hời hợt nhá. Thì thầy chào các em tại đây, thầy lát nữa thầy làm tiếp bài tiếp theo.